Nhiều người dân ở thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa có lẽ vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại thảm án tại đây vào năm ngoái. Những ngày cuối tháng 8 năm 2023, vụ án tại vùng quê này đã gây rúng động dư luận khi ông Hồ Xuân Hải, 52 tuổi, trú thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, dùng khí CO, tức carbon monoxide, sát hại vợ và ba con khi đang ngủ. Thưa quý vị, liên quan vụ án từng gây xôn xao dư luận này, ngày 9 tháng 5 năm 2024, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Hải mức án tử hình về tội giết người. Theo cáo trạng, vợ chồng bị cáo Hồ Xuân Hải có với nhau ba con gái chung, lần lượt sinh các năm 2002, 2009 và 2013. Vợ chồng bị cáo này đầu tư trại nuôi heo nhưng thua lỗ, nợ nhiều, không có khả năng trả nợ. Ngày 22 tháng 8 năm 2023, bị cáo Hồ Xuân Hải truy cập vào mạng Internet, tìm hiểu việc gây ngạt khí CO, sau đó mua một bình khí CO dung tích 40 lít, chở về cất giấu rồi đi mua dây ống nước bằng nhựa chuẩn bị gây án. Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi thấy vợ con vào phòng bật máy lạnh, đóng kín cửa đi ngủ, bị cáo Hồ Xuân Hải ra ngoài phòng khách ngồi uống rượu và tiếp tục xem điện thoại, tìm hiểu cách gây tử vong bằng khí CO. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 23 tháng 8 năm 2023, bị cáo Hồ Xuân Hải đưa bình khí CO đến khu vực tiếp giáp cửa sổ phòng vợ con đang ngủ, rồi xả khí CO vào phòng qua dây ống nước đã mua, làm vợ con tử vong. Sau đó, bị cáo Hồ Xuân Hải đóng van, cất bình khí CO về chỗ cũ, rồi vào phòng ngủ đóng cửa, nằm dưới chân vợ con. Đến trưa cùng ngày, mọi người phát hiện vợ và ba con của bị cáo đã tử vong. Riêng bị cáo còn sống và được đưa đi cấp cứu. Thưa quý vị, hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Hồ Xuân Hải là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp tước đi tính mạng của nhiều người, gây tâm lý hoang mang, tạo bất ổn lớn trong dư luận xã hội, gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái nhưng vẫn thực hiện, có ý thức xem thường pháp luật. Do đó, việc cải tạo giáo dục bị cáo không còn tác dụng, cần thiết phải loại bỏ bị cáo khỏi xã hội. Những tin tức mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.